mệt quá. Nhìn mà đã chết chìm luôn này. Mệt quá. Quá trời luôn. Đây này mẹ ơi, lúc nãy nhau con ra cái bụi chuối kia, quần vặt lấy quả chuối ăn, xong rồi con thấy cái ổ chuối nhiều chúng lắm, nhưng mà tay con bé mới cầm được có 2 quả thôi. Nhiều thế á? Ủa nhiều lắm. Ui. Chúng của đàn vịt đấy. Hay là đàn vịt kia? Ừ đúng rồi. Ui. Đâu ở đâu ơi? Đi. Đâu? Đây này, ở đây này. Đấy. Thấy chưa? Nhiều chúng đâu? Kìa thấy bé luôn cả. Wow. Ồ, nhiều trứng chưa? Ồ, nhiều thế nhỉ? Một ổ trứng. Đây. Đục túi, đục túi. Ôi là la, nhiều thế. Mẹ ơi, cẩn thận không con vịt nó phát hiện đấy. Để nướng đi. Nướng ăn đi. Ừ, đi. Ôi dồi, chuối này. Nhiều chuối lắm. Đấy, mẹ vặt lấy quả mà ăn đi. Nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy. Đi. Đi. Nhưng mà trời sắp đúng đùm sắp mưa rồi. Đúng rồi, hay bây giờ mình chuẩn về nhà nướng đi mẹ. Đi 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 về đi. Ở đây mưa mất đi. Đúng rồi. Mang lưới, mang lưới về. Đi về. Đây 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 mẹ. Đi. Mưa rồi. Rồi, rồi, rồi. Lấy lá, lấy lá.
không có lửa. Cái em đi lửa trên cao nguyên. Cái em đi lửa trên cao nguyên. Các bạn ơi, một phút nữa thôi là trứng chín nhá. Mẹ mình đang nướng cái kia. Các bạn đã từng thấy nướng trứng thế này bao giờ chưa? Mình lại thấy lần đầu tiên đấy. Sốt ruột quá các bạn ơi. Bao giờ nó mới chín cho mình để mình ăn nhỉ? Hay là nó sợ mình ăn mà nó lâu chín? Hay là nó muốn nở? Chắc nó muốn nở rồi. Nhưng mà mình thích nó chín để mình ăn cơ. Nóng lòng lắm luôn đi. Chậm quá. Ơ, ngọn lửa dần dần bé rồi kìa. Thế là sắp chín thôi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Trông chớp như thế này có lẽ mưa ấy các bạn nhỉ. Nếu như mà mưa tập tắt thêm nữa ấy, thì trứng chín kiểu gì? Mình phải nấu trước khi trời mưa. Đúng rồi, nấu chín trước khi trời mưa. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Sắp được ăn rồi, oh yeah. Các bạn ơi, hôm nay đang đi đánh cá này, nhặt được luôn quả trứng, đây là mang về nướng. Các bạn có biết đây gọi là nướng gì không? Nướng trứng âm dương nhá. Trứng nướng âm dương nhá. Dưới đất, bởi vì sao? Nướng ở dưới đất gọi là âm, mà lửa ở trên gọi là dương, cho nên gọi là trứng âm dương. Các bạn nhá, đây này. Đấy, các bạn có thấy con gì không? Đúng rồi, đây là con ve sầu lột xác đấy các bạn ạ. Đây này, xác của nó như thế này này. Đấy. Lúc đầu mình nhìn thấy mình còn hết hồn cơ mà. Ê, xít ngay trồng cầm. Ui, nhìn lửa cháy to ấy kia, chắc sắp được ăn rồi đấy các bạn ạ. Con ve sầu lột xác rồi cho nên sắc nó màu nâu các bạn ạ. Quả này còn cháy to hơn quả vừa nãy. À nhầm, đốm này còn cháy to hơn đốm nãy. Rồi lắm. Chắc sắp được ăn rồi các bạn ạ. Các bạn cho xem kết quả của trứng nướng âm dương này như thế nào nhá. Xem quá chín được không nhá. Con chưa được ăn trứng âm dương bao giờ. Thế đây. Ăn nó có vị khác không trứng thường bao giờ không nhỉ? Đây, thì sẽ bơi lên ăn. Ủa, quá thế. Ui. Wow. Bình thế. Bình đi rửa. Wow. Ui. Này cho mấy quả xuống đây. Ê, nóng thế. Nóng à? Thế chắc chín rồi đấy. Ui, bỏng lắm. Mẹ mình bốc mà mình thấy bỏng thế. Nóng lắm các bạn ạ. Ô, trời đang nắm tấm hẳn mưa đấy. Chín rồi con ơi. Nào. Có cần hàng không? Muối ở đâu? Đây, hàng ở đây. Ta. Wow. Bốc mãi chưa được nữa. Ngon quá.
Ngon nhỉ. Chớp mưa nơi rồi. Ôi chạy đi. Đấy, sấm đứa con mắt chắc. Đấy, sấm một vùng mà chạy thôi. Ôi chết phương.